Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 5 nha anh em. Rồi, khi đầu khi mà chúng ta cấp độ 5 nhưng mà chỉ sử dụng đến 3 người. Tại vì khi mà đội hình chúng ta đã có khá là nhiều vị tướng hay sao thế này thì bãi người đá chắc là không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Không biết là trong cái trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Ui, rất là nhiều tiền luôn. 45 tiền rồi. Ui, vừa đủ không? Vừa đủ 50 tiền vòng 2.7. Tích tiền khá là nhanh rồi. Ok. Trận này thì mình sẽ tận dụng tất cả những gì mà mình đang có và hạn chế roll nhất có thể. Để có thể lên cấp độ 8 và sau đó thì mình sẽ tìm kiếm một vị tướng carry. Hiện tại là những vị tướng carry ở cái meta hiện tại thì đa số thì nó nằm trong ở cái bậc 4 vàng. Cho nên là mình sẽ cố gắng luôn ở cấp độ 8 nhé. Đầu game thì anh em chơi đội hình gì cũng được. Nhưng mà để có thể xây dựng được đội hình carry và mạnh ở đầu game và cuối game ấy thì mình nghĩ dồn đồ cho những vị tướng 4 tiền và 5 tiền ở cái meta hiện tại là phù hợp nhất. Mình thì hay chơi theo phong cách này, cách này. Và anh em có đồ gì thì chúng ta hãy tận dụng ngay cũng được. Mình đã làm một cái cuồng đao rồi. Ok, win luôn. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã có được 50 tiền rồi. Mà tích được 50 tiền thì mình nghĩ là cái trận thắng trận thua thì cũng không phải là vấn đề gì nhiều cho lắm. Gậy và cung à? Chắc là mình sẽ chọn cung đi. Cung chơi được nhiều đội hình hơn. Kiểu như Zac, Draven, cánh le, Mordekaiser cũng chơi nhiều cung cũng được, đúng không? Rất là nhiều đội hình khi mà chúng ta có nhiều cung. Còn gậy thì chúng ta có thể chơi Vel'Koz, Teemo, Kama. Đấy, nhiều bài cho anh em chơi lắm. Tự dưng bắt được con Vel'Koz này cho tạm vào chơi thử xem sao. Cả Zira này, cái này cũng muốn mình chơi gọi là long tộc đấy. Nhưng mà thôi, không chơi long tộc nữa đâu anh em ạ. Chơi nhiều là nghiền đấy. Bia, anh em khả năng chơi Draven luôn rồi. Đã có khá là nhiều suy vong. Nhìn đội hình rất là khét. Ui, kinh thế. Cố lên anh em. Lissandra, đây là lý do mình kẹp nó vào, nó giảm đam của Draven ấy, khá là hiệu quả. Thức mắt hắc ám này, với thêm một cái bàn tay công lý hắc ám nhưng mà chưa sử dụng. Ừ, chỉ có hai hệ thôi nhưng mà đang đứng ở vị trí top 1. Đây là đội hình chúng ta có khá là nhiều hai sao. Mordekaiser, Wai, Riven. Và có rất là nhiều anh em bảo mình làm về những vị tướng như là Mordekaiser 3 sao đi. Lắp cho nó những trang bị nó dị dị một chút. Trận này nếu mà ra Mordekaiser sớm này thì khả năng mình sẽ xây dựng đội hình xoay quanh Mordekaiser nhá. Kiểu như quân đoàn kết hợp với hệ đồ long. Đấy, đồ long thì chúng ta lại có thêm chiến binh nữa. Khả năng là người anh em cạnh tranh à? Đó, ông này chơi sát thủ kata. Cái meta sát thủ thì mình nghĩ là nó vẫn đang khá là khó chịu. Mà khá là ít anh em chơi con Nocturne nhỉ. Toàn thấy chơi kata, Leblanc. Tao này ít anh em chơi Nocturne dã man. Trước đây thì có một meta về Nocturne, meta về Leblanc. Bây giờ thì hình như đến meta của Kata rồi thì phải. Ok, xem lấy được cái gì không. 90, à, 89 máu. Mất cung rồi. Tại bác cuồng đao mất hết. Có rắc. Mất cả gậy luôn. Chạy nhanh này, con rắc này không biết là kịp hay không. Ủa, người anh em kia lấy mất rồi. Vậy chắc là mình sẽ lấy găng đi. Còn cái giáp lưới hắc ám thì mình nghĩ là cũng không cần thiết. Rồi, một cái bàn tay công lý. Tận dụng trang bị khá là nhiều tướng có thể sử dụng. Kiểu như là anh em lắp cái giáp thiên thần chẳng hạn. Những vị tướng nào cũng có thể sử dụng được ấy. Cho nên là anh em cứ tận dụng cho mình. Giáp thiên thần này.
bàn tay công lý. Quỷ thư thì mình nghĩ cho mấy con diện rộng như là Volibear hay là gì đấy ổn áp hơn. Mình thì đánh xoay quanh 4 vàng cho nên mình sẽ lắp những cái trang bị xoay quanh những bị tướng 4 tiền nhá. Vòng này chơi ác quỷ rất là xanh sao. Mình chuẩn bị cho dích bột xanh lên đậm luôn ạ. Hết đấy, cố lên nào, khè luôn. Ui mẹ với con khè cũng khá là lợi hại một chút, cứ gạt được rất là nhiều máu. Ok 89 xong còn 88 ạ. Thua với con tiểu quỷ hình như là cũng mất một chút máu rồi, không đáng kể. Khà dích qua Wick. Và nếu như mà anh em nào mà có yêu thích đội hình gì thì hãy nhớ đừng quên gọi là comment để mình có thể chơi cho anh em xem nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chuẩn bị gặp ông nào đây? Không biết là anh em nào có cạnh tranh mặt hàng quân đoàn với mình hay không? À khả năng là ông này. Vừa nói xong thì lại gặp người anh em chơi quân đoàn luôn. Kinh quá. Solo quân đoàn, được thôi. Thích thì chơi mà không thích cũng phải chơi à. Khả năng là mình draw này mình thua. Nhưng này có Draven mà cầm đồ này thì có vẻ hơi khét, đúng không? Draven cầm đồ này hơi khét quá. Ivan. Ivan chắc là cho tạm vào con này, triệu hồi Daisy. Những trang bị đam và tốc đánh như này thì chắc là cũng không chơi được Velcot. Rồi bình tĩnh nha anh em nhá. Quan trọng vẫn là check map. Trận này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi đội hình quân đoàn đi. Xem ra cái gì đây. Pew. Ui. Lại một combo cuồng đao nữa rồi. Phải ra khá là nhiều cuồng đao anh em ạ. Xem nó ra thêm cái cuồng đao nữa hay không ở vòng chọn đồ. Nếu được thì mình sẽ chơi Mordekaiser 3 cuồng đao cho anh em xem. Đây cho một chút bí ẩn. Lại bác. Giờ chúng ta cũng có hai sự lựa chọn nữa, hai cái thông đạo chẳng hạn. Cũng có thể được. Nhưng mà thông đạo thì mình cảm thấy nó thông đạo cảm tử nó mới vui. Chứ thông đạo thường nó cũng nhây không nhây cho lắm. Ngon dạ. Rồi anh em chơi ma pháp sư kết hợp với thây ma này. Đội này con Brain Carry khá bá đạo. Rồi cái xe on tank cũng trâu này. Ui cào cũng xin nhê. Thắng hay là thua? Thua hay là thắng? Cào luôn. Một phát cào thôi. Thua luôn rồi. Má gì là trò trí quá. Trò phát chết luôn người anh em cào cào của mình luôn. Cái nhỉ? À đây không một gậy luôn này. Vãi trưởng thật. Thế anh em là mình chơi mạo hiểm cho anh em xem luôn nhỉ. Làm luôn cái cuồng đao nữa cũng được. Đấy như này có phải chất hay không? Từ từ tụi mình mới cho Mauder nhé anh em nhé. Đánh lạc hướng. Và cái quan trọng khi mà chúng ta đã xác định được bài thì bây giờ sẽ cố gắng tận dụng tất cả những trang bị mình đang có và để dành tiền úp cấp. Chuẩn bị lên cấp 8 rồi. Lên cấp 8 thì mình nghĩ chúng ta sẽ sử dụng phong cách vào slow roll. Nếu như mà em còn nhiều máu, còn khoảng 40 máu hoặc 30 máu thì anh em all in một lần, sau đó thì tích tiền lại. Bác sĩ Mai Thúy. Mày thì chơi UD à hay chơi lên xin? Thì đồ UD khá là khét nhỉ. Dạo gần đây như cũng có một cái meta chơi UD thì phải. Cao. Ui à. Mạnh phết đấy, đội hình của mình trông cùi cùi vậy thôi, rất là mạnh nha. Ui, tiếp tục là một Mordekaiser Rise. Ok. Bắn hết mấy con lợn cộm này đi. Cho Rai vào cũng có bí ẩn. Trời cũng ngon nữa.
Được rồi. Rồi. Như này đi. Năm suy vong à. Ui ôi. Đồng chơi suy vong hơi bị mạnh nha. Gặp luôn không? Không. Mẹ đây gặp ngủ ngon em yêu. Anh em chơi Taric. Mà khả năng đồ này không phải đồ của Taric rồi. Đồ của Kele. Ui ôi. Taric hồi máu kinh lắm. Máu như cái máy luôn. Ui ui ui. Đánh mãi không chết. Được đấy. Taric BD trông vậy hơi bị nhây nha. Xem nào. Ui có cây le này. Má. Cây le ba cùng đào. Muốn lấy cái Mauder quá. Nhưng mà Mauder lại dính đồ mất rồi. Cây le chắc là cũng không đến lượt mình lấy đâu. Trang bị thì bây giờ mình đã có đủ rồi. À, thêm một thanh BF vậy. Vô danh, tiểu vô danh 001. Tại anh này đang được vị trí top 1. Ui, Mauder 2 luôn, thấy chưa? Được chưa anh em? Từ từ rồi thay đồ nhá. Bây giờ mà thay cũng chả biết cho cái gì vào đâu. Phải tìm những vị tướng phù hợp của chúng ta mới thay. Kiểu như tìm được Pantheon với cả Trundle, thêm Dyna và nữa có 4 đồ long thì khả năng thay thì được. Thì bây giờ mà thay ngay thì sẽ giúp cho đội hình của anh em sẽ bị thụt giảm sức mạnh. Hiện tại đang 50% công lực, bây giờ giảm xuống 30% thì hơi yếu quá. Gặp Bier rồi. Hôm nay thì dồn đồ cho Draven. Quá, khăn xích xong cào Draven không? Cái ấy hơi chán từ vị trí cắt dịch. Cào Draven thì mọi chuyện đã sẽ khác rồi. Ôi giời ơi, trận này mà thắng thì tích 50 tiền luôn, ngon này. Chẳng lẽ một mình Draven cân hết. Mà mạnh thế. Morgana Mordekaiser Trundle với Capan theo ông. Ok. Tại lúc chúng ta phải thay bớt đi rồi. Vẫn còn thiếu con Dyna nữa nhở. Dyna 4 đồ lòng. Rất là mạnh. Bán luôn. Mình sẽ cho Mauder một cái trước. Virgo. Ui ôi. Tiểu quỷ. Này cho Morgana tạo nhá. Morgana chút nữa mình cũng bán nó đi à. Đấy, đấm đi anh. Pew. 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 Ui ôi. Đấm rất là lực. Pon. 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 Ui một mình anh chấp hết luôn à. Đấm rất bao mạnh luôn nhá anh em nhá. Có rắc luôn. Thay vào đây chúng ta có 3 thiết giáp. Giờ tìm con Dyna nữa cũng được. Không gì anh em có thể kẹp một chút gì đấy. Kiểu như giúp cho Mauder tành mắc trâu ấy. Rồi. Bài quay cuối cùng sẽ mang cho chúng ta những trang bị gì. Thứ được thì cho cái giáp thiên thần. Không thì mình lấy lắp cái tụ bạo cũng được. Còn rất là ít đầu. Đây, cũng được ra thiên thần luôn. Ngon nhở. Nhưng mà lại có thêm áo choàng máu. Timo Garen. Wow. Cho con này vào thì chúng ta sẽ có được con đoàn. Rasu con đoàn. Bán Garen đi thì hơi phí. Bỏ con này đi. Lắp đồ cho Draven tạm nhé anh em nhé. Đang cũng chơi Draven thám phụ. Này chắc là cho Pantheon nó mới trâu rồi. Cho máu. Siêu trâu luôn anh em ạ. Draven. À con Kata này hơi mệt nha. Kata này hơi biến thái rồi anh em ạ.
cứ bay nhảy xoay xoáy các kiểu, khá là khó chịu. Mày có Kataba kết hợp với suy vòng rất là mạnh luôn anh ạ. Ok, giờ thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng slow roll tìm order 3, order cái sơ 3 sao và 3 cuồng đao. Ui, nghĩ là nó cũng rất là khét. Ai đây? Ngon dậy. Mấy em vẫn giữ nguyên lập trường của mình, sẽ lại cho Brain gọi là lên top 1 thế kia. Cho Brain lên đầu này thì đồng nghĩa với nó sẽ được xài skill sớm, nhưng mà cũng sẽ bị đập sớm. Thấy không? Mạo đơ của mình bây giờ mình siêu gánh team luôn. Sao mà đùa giỡn được với anh Mạo đơ đúng không? Mulder bây giờ hơi bị mạnh luôn rồi đấy. Mulder cây sở 3 sao, 3 cuồng đao. Ghê thật. Nhưng những trang bị này nó tự ra, mình nổi ra một cái ý tưởng. À phê. Uầy, mẹ toàn Mulder luôn, ngon luôn này. Trận này đúng là Mulder cống hiến vãi cứt. Rồi, Trundle hay Pantheon thì con nào cũng có chiến binh với cả đấu long cả. Nhưng mà mình cảm thấy là con Pantheon nó ổn hơn. Chuyển sang bên này thôi, trong bị Kata nó bắt thì hẹo mất. Rồi gặp ông Draven, mình đã gọi là sắp xếp cho Viego làm thịt ông Draven này rồi. Còn Viego nhà bạn thì lại không bắt được mình. Rồi xong, mày bị hút luôn. Hút luôn, hút mình luôn. Ui, được Raven phao ke nhưng mà vẫn rất là khỏe, nhìn ba trang bị kìa. Thế là cái lợi thế mà chúng ta có Viego trong đội hình, cái gì chỉ cần bất cẩn một phát em sẽ mất đi con carry, lúc đấy thì khá là mệt mỏi. Ok, chắc là mình sẽ lấy một cái phong kiếm hắc ám này đi để có thể hất tung Katarina, cũng như là hất tung mấy con Garry của team địch. Phong kiếm hắc ám thì nó sẽ hất tung vòng khoảng 8 giây, hất tung khá là nhiều thời gian, nhưng mà đổi lại nếu như mà nó được rơi xuống đất rồi ấy, sẽ được cộng thêm một chút sát thương. Heimerdinger, Ryze, Dyna này, giờ thì cũng không cần Dyna nữa rồi. Ivan, trời ơi, đây chuyển qua đây. Ui không gặp thì hất tung tạo một Teemo xem sao. Người anh em này cũng có phong kiếm này, cũng khá là khó chịu. Những cái mà mình đã sở hữu đó chính là phong kiếm hắc ám. Ui, pon pon bọn cái sơ đập cũng là lên đầu, nhưng bọn ác quỷ này có vẻ như nhiều chén sức mạnh, nhìn ném mẹ khét nhỏ 3 chén sức mạnh luôn, ghê vậy. Thua sao lại thua được nhở, sao lòng này có Timo mẹ lên đồng luôn. Draven 2 cay thật. Pantheon, Pantheon lại đã lên 2 đâu mà bỏ qua, quên. Sorry anh em. Giờ về cố gắng roll thì Mulder 3 thì mới gọi là độc bá thiên hạ được. Chứ bây giờ mà lại Mulder 2 thì có vẻ như là thoáng luôn. Đây, đúng giờ phút cuối cùng thì mình nghĩ chúng ta thay đổi thì mới làm cho đối phương bất ngờ như này được. Sprite, ôi hôm nay còn nhiều máu cho mình xin ít máu đi, ngại gì đúng không. Kata nhìn hất tung mắc lâu luôn. Vigo hút thằng Kata, hút, ui nó vẫn hút, hút vẫn bay được ạ.
Mày bay với tao, bay với tao này. Cho cái ta cái bạn thành team mình luôn. Ok. Ui, mình chỉ chơi cấp độ 8 thôi nhé anh em nhé. Luôn tìm 3 sao cái đã. Realm 2. Ôi, cái gì thần sứ nhân tạo à? Bye. Thần sứ nhân tạo này chắc là phải cho Draven rồi. Có Darius cũng này. Biết chưa? Darius hay Garen đây. Thần vương. Thần vương của Garen thì lại khắc chế người anh em chơi suy vong. Đồng nghĩa với thì chúng ta phải kẹp thêm Garen thì mới có thể mạnh thêm được. Rồi. Có thêm một thần sứ luôn, quá là đẹp trai. Hai vườn đài là Uai Zac. Còn hai con nữa thôi, cố lên. 50 tiền chưa? Vừa cho 50 tiền, chắc dừng lại một chút. Roll phải tạm nghỉ một tí anh em ạ. Hai này đủ Raven cũng khét. Đây, mày chiếu thôi luôn ạ. Được, mày chiếu thì mày chiếu. Ừ, cứ mày chiếu đi. Tôi hết tung rồi. Rồi, xong. Hôm nay mày chiếu thì bị hất tung. Khá là nhỏ. Một cái sơ. Mày. Ủa, bầm như hack luôn anh em ạ. Hút tốc đánh mà. Một mình Draven chắc cũng không thể nào mà đánh bại đội hình quái vật của mình được. Ở bên này thì suy vong lại ăn được cái ông ác quỷ kia sao. Hai hôm nay còn nhiều máu, giữ máu ghê thế. Right, Velcot. Cái le bây giờ chả biết nhét vào chỗ nào được anh em nhỉ. Giờ chỉ cần mau được cái sơ thôi, hai con nữa thôi. Draven. Ui. Một em nữa thôi. Một em nữa thôi. Đèn ơi, không ra rồi. Hộ lên nào, 25%. Ai à, thay đổi vị trí rồi. Đấy, mình chỉ cần gọi là lơ ngớ một chút thôi là bị Kata nó xoáy bắt liền. Ryan là chói nó rất là khó chịu. Gõ bị chói rồi. Gõ nó cho em. Bướng này. Lì lợm. Cầm roi quật luôn anh ơi. Cầm roi quật luôn ạ. Mà anh em thấy Mother Kaiser mẹ bà đạo chưa? Như này chúng ta có một chút quân đoàn thì cũng không cần khả năng hồi phục cho lắm. Vâng. Ui. Cái le. Nào một con nữa thôi. Nhanh đi anh ơi. Virgo 2. Ui ông này có Timo 2 này. À, Timo 1 thì mình đã thua rồi, bây giờ lấy Timo 2 không biết như thế nào. Như thế nào đây? Tung con mình để xem sao. Bỏ đầu nó cho em anh ơi. Bỏ phát xuống ngựa luôn. Ôi bị ăn khống chế mẹ đến khóc luôn ạ. Ừ có Virgo. Hay quá, có Virgo hút được thằng Dịch mà vẫn không ăn thua rồi. Mai phải lên Mauder 3 thôi. Bọn kỵ sĩ này nó lại còn trâu nữa cơ. Cay nhở. Lợi hại đấy. Tình hình nó có vẻ không ổn. Có. Không. Không có rồi. Ma không có Mauder. Để có thể gắc chế Timo thì chắc là mình sẽ lấy một cái vút bẫy đi, cứ như là ném mìn vào chỗ xung quanh bên này
cho anh cái vút bậy cho nó choáng cái chứ mình nên em mình như cái máy này chịu sao nổi đúng không anh em, thế là chịu nổi đây nào màu đơ đầy rồi, không cần Nico nhưng vẫn có mau được cái sơ ba sao đủ chưa anh em, đủ mãn đôi nhạn chưa này cho Garen nhá. Tội này thì chúng ta có thể đánh xoay quanh Mordekaiser, Draven hoặc là Zac. Đấy. Sẽ có rất là nhiều đam phụ của anh em. Ui, cũng thay đổi vị trí luôn. Khá là khôn ngoan. Điểm phết nhở. Đùa được mấy ông này rồi. Nhưng mà để Mordekaiser 3 sao xem sao. Mày. Úi xồi ôi. Nhìn này. Cứ một đập là một mạng thôi. Ma nhìn không. Bá đạo thực sự luôn. 43.000 đam. Thôi. Các ông thì biết phải làm cái gì rồi đấy. Trừ khi là mau đầu của chúng ta là bị hất tung rồi. Cho nên là mình nghĩ chúng ta phải thực sự cẩn trọng. Nếu như mà bị hất tung phát là oảng luôn đấy. Nhờ 22 máu. 22 máu. Hôm nay còn 20, hôm kia còn 24. Trận đấu mình nghĩ là khá là kịch tính. Sắp đến vòng 7 rồi. Những vòng 7 là trước vòng 7.1, 7.2 rồi. Đi. Giờ hai hôm kia gặp nhau hoặc là mình gặp một bản sao. À mình gặp bản chính rồi. Bản thân hất tùng. Này hất tùng một threat. Cũng được, không sao. Ôi bị chói rồi. Bị chói rồi. Né này. Ui, 6666 luôn ạ. Anh em thấy đam không? 6666. Bây giờ đam lên tầm 89.000 rồi. Nhìn. Này thì chói này, lại một lần nữa 40.000 đam ạ. Mà hai round tầm khoảng 90.000 đam rồi. Nghe vãi chưa. Bán con này đi luôn để tiến up cấp. Bên này thì hai con Hecarim đang đánh nhau. Mình nghĩ là hơi mệt. Thôi xong, khả này là khỏe, ông kia là bị mất máu rồi. Rồi. Khá là nhỏ cho người anh em chơi ác quỷ. Sojin. Sojin. Bây giờ chắc là mình sẽ cần kẹp thêm một con Hecarim này vào nữa là vừa đẹp. Đừng vừa có ba suy vong lại vừa có kỵ sĩ thêm nữa. Đấy, đội hình bao trâu bao khỏe. Thủ núi cho Mother thì nó quật gãy hết luôn. Đúng không? Đây nào anh em, cho xin một cái Nico đây. Iron 2 nó mãn nhãn à. Không có rồi. Không, vẫn còn 59, 52, thủ lên luôn. Ngại gì vết bẩn, đúng không? Iron đâu? Thì mô à? Mô bây giờ thì mua sợ thử nghịch dại rồi, thử không chơi đâu, đừng mà lừa. Năm ác quỷ thành mà đồ chiến thế này mà mình có tận hai phong kiếm. Chuyển sang bên này đi, đào đào liên tục chứ, biết tùng phát là bú đá luôn. Mày quá. Ôi rồi. Cố lên anh Mulder. Anh Mulder mà bị không bị khống chế là anh quật hết. Rồi xong, anh dậy rồi đây. Anh dậy rồi đây. Ui rồi. Trừ khi hôm nay lên được team MOBA thì mới ăn được mình. Chứ không là bây giờ không có túc rồi. Bao nhiêu nghìn đam đây? 50.000 đam ạ. Mà 3 round gần gây tầm gần tập gần 150.000 đam. Rồi xong. Tiểu bô danh đã phải tạm dừng cuộc chơi tại đây. Hai Mordinger. Garen 2 là tâm nguyện cuối cùng của em. Có vẻ không ra rồi. Vẫn không ra. FF. Trời rồi. Trái FF. Mặc đời 3 thì chịu. Đúng là con Mulder này đúng là một con quái thú.
Đúng rồi em. Quái vật xóa đồ chú. Đây phải đào chứ. Không mày hất tung đấy. Đấy tôi biết ngay mà. Đào đào liên tục. Nên trong là tôi còn chưa thể mất tung thì mô đấy nhá. Giờ chỉ cần bảo kê được carry của mình là ổn rồi. Sợ. Nhìn nó vã cho hết. Bút rồng hay là gì thì cũng cút cút. Phê nó. Phê thật sự luôn anh em ạ. Rồi ok. Vậy là trận đấu của chúng ta sẽ kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nhá. Bye bye anh em.